Hello, xin chào các em đã quay trở lại với kênh YouTube của anh ha. Thì anh đã chuẩn bị đây một con xe cần cẩu nha. Đấy, xe này thì trong những cái video trước anh đã làm về nó rất là nhiều, về cái công dụng của nó là các em có thể xay được. Đấy, các em nhìn này ha. Đấy, các em thấy không? Xay và nâng lên được các em nha. Đấy, cái xe này là như thế. Rồi, nhìn khá là đẹp đấy các em ạ. Rồi có hình nhân ở bên trong nữa các em này. Xe thứ hai là con xe bồn ha, xe chở xăng dầu đấy các em. Đấy, xe thứ ba là xe rác này, cuối cùng là xe tải. Ngoài kia thì có hai con xe nữa, đó là đây là một con xe lưu các em này, và một con xe trộn bê tông ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển một đoàn này đi các em nha. Đấy, một con xe tải, xe rác là 2, xe kia là 4, 3, xe kia nữa là 4 xe thôi các bạn, các em ạ. Rồi nhiều quá nó khó đi các em, các em nha. Rồi ok, bây giờ anh cho con xe này ra đi ha. Xe không, con này đứng ở phía thứ hai đi, cho vào đây theo thứ tự là như thế này các em nhé. Xe tải này, xe trộn bê tông này, cái tới xe cảo, cái tới con xe rác đi. Con xe bồn này chúng ta bỏ ra ha. Bỏ ra hay giữ lại ta? Cái trọng tài để đó đi, mình để trong này ở đây ha, cho nó đàm xe. Rồi ok nha. Và anh đã chuẩn bị ở đây một củ khoai ha. Rồi anh sẽ cho vào đây, cho vào con xe tải này cho nó đầm cái xe. Xe nó nặng mình dễ đi hơn. Rồi một củ này các em này. Đấy, các em thấy chưa? Đấy, đây là củ thứ hai nha. Cái này là khoai lang đấy các em ạ. Rồi bây giờ chúng ta cho củ nữa đi, 3 củ vào phía trước, 3 củ khoai vào phía trước này. Và bây giờ chúng ta dùng 3 củ khoai nhỏ này, chúng ta cho vào cái xoay cuối cùng. Rồi bây giờ chúng ta dỡ lên nha. Đây là cái khoang mà chúng ta sẽ cho 3 củ khoai nhỏ này vào nha. Rồi ok, cho vào củ các em này. Rồi 2 củ nha, và đây là củ thứ 3 nha. Ok luôn các em nha. Rồi đại này. Đấy, rồi ok ha. Rồi bây giờ anh bắt đầu anh chạy nha, để các em dễ quan sát hơn ha. Wow, dừng lại các em ơi, ở đây có một cái quả các em này. Đây là cái quả mắng cầu gai đấy các em ạ. Nó rụng rồi. Ok, chúng ta cho vào đây luôn nha. Ok luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển lại nào. Chạy. Đấy, đây rất là thẳng hàng luôn các em này. Rồi, chúng ta đã phát hiện một cái mũa cầu gai nữa các em kìa. Ok, tí nữa chúng ta chạy ra là chúng ta sẽ giữ luôn trái đó vào xe tải luôn nha. Okay, các em thấy chưa? Đây, cái quả này này. Đó. Giờ chúng ta sẽ cho vào xe tải luôn nha. Chúng ta được 2 quả. Thêm 1 quả các em này. 2 quả nha. Rồi chúng ta coi thử còn 1 quả nào nữa không. Rồi bắt đầu đi. Hết rồi các em ạ. Các em ơi. Đấy, chúng ta sẽ cho vào xe tải luôn nha. Thế là chúng ta đã được 3 quả rồi. 1 quả, 2 quả và đây quả là 3 quả nha các em nha. Rồi, ok ha. Ta bắt đầu chạy. Chắc chắn sẽ còn. Đây các em này, còn 1 quả nữa các em này. Rồi chúng ta sẽ cho vào luôn. Đấy, là chúng ta được 4 quả rồi các em ơi. Rồi bắt đầu chạy tiếp tục. Đã bị tông một cây cột rồi các em ạ. Chỉnh nó ngay lại các em nha. Ai coi thứ bác Tài có bị sao không? Ok không sao nha. 1 bác này, 2 bác Tài nha. Rồi 3 bác Tài này. Đấy, còn cái bác này thì kéo kính này rồi không thấy được ở trong. Rồi bác Tài, 2 bác Tài trên nữa này. Ok, vẫn ok các em ạ. rồi, tạm thời anh dừng ở đây ha. Chúng ta kiểm tra thử có rớt ra không. Cái khói trong này các em này vẫn còn nguyên nha. Một củ này, hai này, đấy còn một củ trong này nữa này. Ok, được 3 củ này. Đấy. Cái măng cầu gai nó bị rớt các em này. Và chúng ta được tặng tới 4 củ luôn, 4 quả ha. Ok. Rồi khôi mình để xuống luôn ha. Vậy thành quả đấy các em nhé. Rồi video của anh đến đây là hết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những video lần sau nhé.